Tối qua, sau rất nhiều sự mong chờ của cư dân mạng, Sơn Tùng MTP đã thả xích trò quái vật Dano One at All tham chiến trên các mặt trận âm nhạc nước nhà. Đúng 20 giờ, Sơn Tùng MTP đã đánh dấu mốc màn trở lại sàn đấu Vpop 2022 với một sản phẩm 100% bằng tiếng Anh. Chỉ cần chi tiết này thôi cũng đủ khiến tất cả không ngừng ngóng chờ bài hát mới nhất của chàng ca sĩ đến từ Thái Bình. Ngoài ra, trong thị trường âm nhạc Việt cũng đang rất sôi động hiện nay, Sơn Tùng luôn tạo ra sự chú ý trong các sản phẩm. Từ chất lượng âm nhạc chỉn chu, MV đầu tư xịn sò, các khách mời nước ngoài nổi tiếng và thậm chí anh không ngần ngại sử dụng những chiêu trò rất riêng để tạo ra độ hot cho mỗi lần quay trở lại. Thế nhưng, sau tất cả sự chờ mong, có vẻ như Dano One at All sẽ là ca khúc đáng quên nhất trong sự nghiệp âm nhạc của sếp. Bởi lẽ, anh đang hứng chịu vô khối gạch đá từ mọi hướng. Trước hết, hãy nhìn nhận về mặt thành tích, thứ mà Sơn Tùng luôn tự tin mình là số 1 Việt Nam. Tuy rằng anh vẫn dễ dàng vọt lên ngôi đầu thịnh hành YouTube nước ta và đứng 13 thịnh hành YouTube toàn cầu, nhưng con số lại phản ánh sự sa sút đáng ngạc nhiên. Kỷ lục của Tùng từng là 5 triệu view chỉ trong một tiếng đầu tiên cho ca khúc Hãy Trả Cho Anh. Thế nhưng với ca khúc mới nhất, chàng ca sĩ sinh năm 1994 phải mất đến 12 tiếng để đạt tới con số 5 triệu view. Những tưởng tượng người xem sụt giảm nghiêm trọng đã là cú giáng mạnh vào ekip MTP, nhưng hóa ra đây mới chỉ là sự khởi đầu. Sau khi xem MV No One at All của Sơn Tùng, rất nhiều netizen đã đưa ra quan điểm rằng hình ảnh của MV làm họ liên tưởng đến Big Bang cùng G-Dragon. Người xem thấy rõ ảnh hưởng của ba MV group của GD cũng như Haru Haru và Loser của Big Bang đều hiện rõ trong No One at All. Cụ thể, đoạn từ 1 phút 06 giây đến 1 phút 12 giây trong sản phẩm mới của Sơn Tùng khiến nhiều người liên tưởng đến phân cảnh trong MV Group được G-Dragon phát hành từ năm 2013. Trong đó, một khung cảnh liên quan đến hình ảnh đấm vỡ kính cũng khiến cư dân mạng soi ra dường như có na ná với Haru Haru của Big Bang trước đó. Nhìn rất GD như là Daesung, tưởng đang xem MV của G-Dragon, bắt trước là giỏi. Là những bình luận chỉ trích về việc Sơn Tùng vay mượn quá nhiều ý tưởng từ thần tượng của mình. Nhiều người cho rằng Sơn Tùng MTP đang tiếp tục dùng chiến lược cũ, chủ động tạo drama, mượn những tranh cãi so sánh với nam ca sĩ G-Dragon để quảng bá sản phẩm mới. Đặc biệt, Sơn Tùng từng cực kỳ thông minh khi lấy những chi tiết vừa đủ để khán giả biết là giống với Big Bang, nhưng không thể quy chụp là đạo nhái vì cũng có nhiều MV khác trên thế giới cũng có các cảnh này. Trước đây, chiến lược này quả thực đã mang đến sự nổi tiếng cho Sơn Tùng, nhưng lần này có vẻ như nó đã sai lầm. Chỉ ít là nhìn vào số view của MV hiện tại đang thấp hơn rất nhiều các sản phẩm trước đó. Nhưng đây mới là thảm họa có thể khiến Jay Snow One at All bay màu. Cái kết của MV phải nhận nhiều phản ứng không đồng tình của người xem. Thậm chí một số người nổi tiếng còn lên tiếng yêu cầu nam ca sĩ thay đổi đoạn kết. Trong MV, Sơn Tùng hóa thân vào một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị bạo lực học đường, khiến tâm hồn cậu bé phải chịu nhiều tổn thương, giằng xé. Khi trưởng thành, cậu bé đó trở nên ngông cuồng, thích gây rối, liêu lổng, nhưng trong tâm hồn là đầy dẫy sự lạc lõng, cô đơn. Cuối cùng, chàng trai chọn kết thúc cuộc đời khi còn rất trẻ. Một số ý kiến cho rằng trong nghệ thuật, người nghệ sĩ có thể tự do sáng tạo, nên Sơn Tùng và ekip có quyền được thể hiện ý tưởng của mình. Tuy nhiên, rất nhiều khán giả cho rằng Sơn Tùng có lượng fan trẻ rất đông. Việc nhân vật MV chọn cách tiêu cực nhất để giải quyết vấn đề sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của nhiều bạn trẻ. Câu hỏi về thông điệp mà MV muốn truyền tải cũng trở thành chủ đề nóng hổi bởi quyết định của nhân vật đang truyền tải năng lượng tiêu cực đến người xem. Nhiều cư dân mạng dần dần chia sẻ những nội dung, thông tin dù báo cáo MV mới nhất của Sơn Tùng là độc hại. Họ cho rằng MV này có màu sắc u ám, truyền tải thông điệp sống tiêu cực, không phù hợp với giới trẻ, đặc biệt là các bạn nhỏ có suy nghĩ chưa đủ chín chắn. Dưới đây là một vài comment được rất nhiều lượt ủng hộ. MV mới của Sơn Tùng, mọi người dành một phút để report những video độc hại như thế này nha. Đừng để con em mình mang những suy nghĩ tiêu cực về nhà. Các bố mẹ cùng mình report MV mới ra của Sơn Tùng MTP. Clip này không phù hợp với giới trẻ. Một thần tượng của các bạn trẻ nhưng lại tung ra video clip về một bạn trẻ nổi loạn và chọn cách kết liễu cuộc đời. Trong hoàn cảnh hiện tại thật đáng lên án. Mọi người có nghĩ như vậy không? Trong thời gian gần đây, hình ảnh của Sơn Tùng vốn đã không lung linh sau loạt scandal tình cảm. Sau vụ việc từ MV này, cộng đồng mạng càng trở nên khắt khe và thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ. Công bằng mà nói, Sơn Tùng đã thực hiện MV từ khá lâu. Theo một số nguồn tin, anh và ekip quay xong từ hồi tháng 1 đầu năm. Khi chia sẻ về MV, Sơn Tùng cho biết: "Tôi muốn chinh phục một ngọn núi mới, muốn thử thách bản thân nhiều hơn, muốn vượt qua được giới hạn của chính mình. Thật buồn chán nếu cứ làm một chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần. Hơn nữa khi thay đổi một chút về mục tiêu cũng như tầm nhìn của bản thân, chúng ta sẽ có nhiều cảm hứng mới và nó giúp chúng ta luôn giữ được ngọn lửa cùng tình yêu vô bờ bến với niềm đam mê của mình." Cho dù thông điệp âm nhạc mà Sơn Tùng MTP muốn gửi gắm là gì đi chăng nữa, thì những hình ảnh, biểu cảm của nhân vật chính trong MV không nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ khán giả. Bởi thời gian qua, xã hội đã quá đau lòng khi chứng kiến nhiều vụ tự tử của thanh thiếu niên. Và với một người có tầm ảnh hưởng như Sơn Tùng MTP, việc đưa ra hình ảnh như vậy là rất dễ bị hiểu nhầm thành cổ vũ cho giới trẻ đi theo con đường tiêu cực. Thật ra vụ việc này rất dễ giải quyết. Ekip của anh hoàn toàn có thể cắt phân đoạn này trên YouTube. Nó chỉ vỏn vẹn 1-2 giây ngắn ngủi và không hề ảnh hưởng tới bài hát. Nếu là một người cầu thị, lắng nghe khán giả, Sơn Tùng nên lập tức xóa ngay và lên tiếng xin lỗi. Có lẽ công chúng sẽ bao dung hơn với anh. Tuy nhiên, ca sĩ số 1 làng nhạc Việt đã quá tự tin rằng cách giải quyết im lặng trước dòng bão như mọi lần sẽ giúp anh chiến thắng. Có vẻ như Sơn Tùng đã sai. Câu chuyện bây giờ đã đi ra ngoài tầm kiểm soát của anh. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thúy, phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phản hồi như sau: "Liên quan đến MV mới ra của Sơn Tùng MTP, chúng tôi đã nắm được thông tin.
Việc quản lý các sản phẩm trên mạng là thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, nhưng với trách nhiệm của cơ quan văn hóa thì Sở Văn hóa sẽ phối hợp với các sở ban ngành liên quan để nắm bắt lại sự việc cụ thể và có biện pháp xử lý trong thời gian tới. Và thế là đến chiều 29 tháng 4, trong văn bản gửi thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, phán quyết nặng nhất đã được đưa ra. Nội dung bản ghi âm, ghi hình There is no one at all mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em. Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử nói. Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía Cục Nghệ thuật biểu diễn, chúng tôi đã liên hệ phía Google, nền tảng MV đăng tải, yêu cầu sớm gỡ sản phẩm. Thông thường quy trình này mất khoảng 1-2 ngày. Ngoài ra, tôi hy vọng phía chủ sở hữu ca khúc có thể chủ động gỡ video sớm hơn. Với những gì đã diễn ra, có đến 99% ca khúc của Sơn Tùng đầu tư với biết bao tâm huyết sẽ bay màu trên nền tảng YouTube. Đó là đòn đánh rất đau vào tham vọng tiến ra thị trường nước ngoài của ca sĩ này. Thậm chí kể cả trong nước, làn sóng phản đối anh cũng đang vô cùng dữ dội. Nhiều người nhận xét Tùng là người vô cùng thông minh khi đứng giữa làn danh yêu và ghét để nổi tiếng được như hiện tại. Song đi đêm lắm có ngày gặp ma. Giờ đây tai tiếng đang đổ ập lên Sơn Tùng.